À, hôm nay chúng ta sẽ học bài tập là quản lý cái cơ sở dữ liệu là quản lý bán hàng. Chúng ta sẽ tạo cái cơ sở dữ liệu này là trên SQL Server. Thì trong cái cơ sở dữ liệu này thì có các bảng sau: một là bảng vật tư, nhà cung cấp, đơn hàng, chi tiết đơn hàng, phiếu nhập, chi tiết phiếu nhập, phiếu xuất, chi tiết phiếu xuất, tồn kho. Rồi sau đó là chúng ta đi tạo cái mối quan hệ hoặc cái relationship, cái diagram ở trên cơ sở dữ liệu theo yêu cầu. Rồi tiếp theo là chúng ta tiến hành nhập dữ liệu cho cái bảng. Thì đầu tiên là chúng ta tạo ra cấu trúc của bảng, còn quá trình mà nhập dữ liệu thầy sẽ hướng dẫn cụ thể cho các em sau. Thì ở đây một bài toán người ta đã mô tả rất là rõ rồi. Đầu tiên là ta tạo ra cái cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng. Thì đối với SQL Server, sau khi connect vào, ta nhấp vào database, nhấp chuột phải ta chọn new database, mình đặt tên cơ sở dữ liệu mình vào là quản cái ship gạch cũng được, lý bán hàng. Rồi sau đó chúng ta ok ha. Mình trong cơ sở dữ liệu này á thì mình thấy có phần table không? Table là phần tạo bảng nè, tạo bảng. Thì tiến hành mình đi tạo cái cấu trúc của bảng hay là tạo cái quan hệ đó. Thì theo yêu cầu đầu tiên là ta tạo ra cái bảng gì? Bảng vật tư. Thì cái mã vật tư này có kiểu dữ liệu tra là bao nhiêu ký tự? 4 ký tự. Và thằng này là khóa gì các em? Khóa chính. À khóa chính thì mình đánh dấu nó khóa chính. Rồi tiếp tục ha. New table. Rồi đầu tiên là mã vật tư, ta kêu là tra 4 ký tự, hoặc là chúng ta cho là n tra 4 ký tự cũng được. Tra bao nhiêu ký tự các em? 4. Cái này là giá trị, và thằng tra 4 ký tự là miền giá trị, đúng không? Miền giá trị nó có 4 ký tự, mình nhập 5 ký tự được không? Nhập tối đa bao nhiêu? 4. Thì người ta cho khóa chính thì mình nhấp chuột phải lên vào, mình nhấp chuột phải mình chọn cái gì các em? Set primary key, tức là mình đặt nó là cái khóa chính. Khóa chính này nó là duy nhất, không thể nào mà hai cái mã VT này nó trùng nhau được, mã vật tư nó trùng với nhau được. Rồi tiếp tục chúng ta gắn đọc một lần nhớ ha. Tên vật tư thì N300, đơn vị tính thì N300 mấy, 10, phần trăm là in. Rồi tiếp tục là tên vật tư, tên VT. Thì N300 gì các em? Bao nhiêu? 100. À, tên VT này ha. Rồi DV tính là đơn vị tính đó, N300 10. Rồi tiếp tục theo là gì nữa các em? Phần gì? Phần trăm là kiểu gì? Thông thường phần trăm này người ta sẽ tính được cái chiết khấu cho khách hàng á, là giảm giá bao nhiêu phần trăm. Phần trăm ha, là in. Vậy sau khi mình tạo bảng xong á thì mình lưu lại. Và cái bảng này tên gì các em? Tên gì? Vật tư. Thì xong, tạo xong thì mình lưu lại, mình đặt tên bảng là gì? Vật tư. Rồi ok, nếu mà các em viết cách ra chính giữa gì nè dễ đọc hơn. Ok, rồi xong mình tạo xong thì mình đóng lại.
Thì ở nhấp đây, nhấp chuột phải mình fetch ra. Mình thấy có cái bảng vật tư chưa? Bảng vật tư này thuộc trong cái cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng. Rồi, tiếp tục. Ta đã tạo xong cái bảng thứ nhất. Thì mình tạo cái bảng thứ hai là nhà gì các em? Nhà cung cấp, nhà cung cấp. Rồi, tiếp tục tạo bảng thứ hai. New table. Rồi, trong cái nhà cung cấp này á thì chúng ta có là gì? Mã nhà cung cấp là tra bao nhiêu ký tự? Ba ký tự, khóa này là khóa gì? Khóa chính. Mã nhà cung cấp, rồi tên nhà cung cấp ha, địa chỉ và điện thoại. Thì mã nhà cung cấp của ta là tra ba ký tự. Mã nhà cung cấp tra bao nhiêu? Bao nhiêu? Ba. Nó là khóa gì? Chính là set váy màu đi khai dồn. Rồi, tên nhà cung cấp n và cha nhiêu? 200. Cái cha với n và cha chỉ khác nhau là thằng n và cha này hỗ trợ cái kiểu Unicode, còn cha thì không hỗ trợ kiểu Unicode được chứ. Tức là mình đánh chữ đồ vô tiếng Việt mình vô bình thường. Rồi, tiếp tục ha, là mình tới địa chỉ và điện thoại. Navacha 100. Rồi, tới là điện thoại. Là Navacha nhiêu các em? 20, theo bài toán. Sau đó mình lưu lại. Thì lưu lại thì cái bảng này là tên gì các em? Bảng gì? Nhà CC là nhà cung cấp. Nhà CC, ok. Như vậy là mình tạo được cái bảng thứ hai. Chúng ta chú ý ha, cái mã này mình ta ghi sai là chút xíu ta tạo mối quan hệ không có đúng. Thì mình gấp chuột phải, mình fetch nó ra, rồi có bảng thứ hai. Tiếp tục, mình tạo bảng thứ ba. Tạo bảng thứ ba. Bảng thứ ba mình là đơn hàng, là đơn DH. Thì có là gì? Số gì? Số đơn hàng là khóa chính, là tra 4 ký tự ha các em. Số DH là tra 4 ký tự. Mình nhấp vô đây không có, không có thì mình nhấp vô chọn cũng được ha. Mình đánh gợi ý thì nó cũng có. Nó là bên đây là xong đó, là nó là khóa chính đúng không? Là khóa chính. Này khóa ngoại thì đương nhiên là mình sẽ tạo mối quan hệ đó. Khóa ngoại thì chút xíu mình tạo sao. Chỉ ở đây chỉ có khóa chính này có khóa ngoại không? Không ha. Rồi mình kéo mối quan hệ ra thì mới có khóa ngoại. Rồi, đạo khóa chính. Rồi xong đó là gì? Ngày. Ngày DH là date time. Ngày DH. Date time là tức là có ngày và giờ. Còn chúng ta nhấp vô đây không được thì chúng ta sổ ra mình chọn. Đã có date time thấy chưa? Đó, rồi. Tiếp tục. Rồi, mã nhà cung cấp N qua cha 4 ở cha 4 nè, mình quay lên đây cái nhà cung cấp không? Mã nhà cung cấp ở đây là thầy thiết kế này nó lỗi đó ha. Nếu thằng mã nhà cung cấp này là 4 hay trên 3 thì nó có đúng nhau không? Không tạo mối quan hệ được. Như vậy mã nhà cung cấp thì các em nên cho nó là N qua cha mấy? À, cha mấy? Cha 3 ha. Cha 3. Mã nhà cung cấp là cha 3. Hai này mình lên cái 4 cái 3 mình kéo mối quan hệ nó không được. Cái chỗ này thì các em chú ý phải in giáo trình ra thì các em sửa lại chút xíu. Rồi. Còn gì nữa các em? Ba cột ha. Rồi xong đó mình lưu lại là D, đơn DH.
Ok. Rồi, sau đó thì mình nuôi xong thì mình nhấp chuột phải mình fetch nó ra. Thì mình có cái đơn DH này. Mình được 3 bảng này. Tiếp tục thì chúng ta tạo cái bảng là CT đơn DH thì có một khóa chính là số số đơn này ha, số DH là khóa chính. Hồi nãy này số DH mình thiết kế nó bao nhiêu các em? Tra mấy ký tự? Đây nè. Mã nhà cung cấp mới 3, còn đơn DH là bao nhiêu? 4. Giờ là số DH. Số DH. Rồi, hàng này nó dễ cho là khóa gì các em? Khóa chính không? Rồi. Mã VT là tra bao nhiêu? Nếu mình cho như vậy là tra bao nhiêu? Thì mình thấy ở cái mã VT này không? Hồi nãy dữ liệu mình cho là tra bao nhiêu các em? Tra nhiêu? 4 nè. Mã VT là tra 4. Rồi, tiếp theo. Cái gì? Số lượng đạt là in, số SL đạt. Rồi, ở chỗ này là mối quan hệ nhiều đó. Thầy nghĩ là ở đây hai khóa chính để thầy check lại cái mối quan hệ. À, này là hai khóa chính. Rồi, hai khóa chính ha. Cái này là các em ghi chú vô cho thầy là hai khóa chính. Này nó bị thiếu đó, ở đây là một khóa chính, ở đây là một khóa chính đó nè, thì là hai khóa chính cùng lúc, tại nó mối quan hệ nó nhiều. Thì hai khóa chính cùng lúc thì các em quét khó vô đây, các em nhấp vô quét khó nè, các em chú ý cái thao tác nè, các em quét khó lên hai cột này nè, để hồi làm không được các em nhìn vô nè. Bình thường á là em nhấp nó chọn một trong hai thôi, muốn tạo hai khóa chính mình nhấp lên hai cột mình quét khó, mình xét nó mới ăn, mình hơi nhấp chỉ được một thôi ha. Rồi thì cái bảng này thì các bạn các em sẽ làm được cái bảng là gì, đơn gì các em? CT đơn DH. CT đơn DH. Rồi, ok. Và mình tạo được cái bảng thứ tư. Tiếp tục mình tạo cái bảng là phiếu nhập. Thì ta có số phiếu nhập là tra 4. Rồi ngày nhập và số DH. Tiếp tục mình tạo bảng. Nó là khóa chính. Ngày nhập là dead time, số DH là tra 4. Số DH là tra 4. Rồi, mình lưu lại. Bản này tên gì các em? Phiếu nhập, B nhập.
Rồi, xong. Tiếp tục. Các em tạo bảng mới. Là chi tiết phiếu nhập. Ha. Thì mình có là chi tiết phiếu nhập của mình á, là có phiếu nhập và mã mục tư, hai này là khóa chính hết á, khóa chính hết á. Số phiếu nhập mã mục tư. À, hai này là khóa chính hết ha. Số phiếu nhập mã mục tư, mã BT. Số BN mã VT đúng không? Cha cũng bốn luôn. Rồi. Mã V4 số lượng nhập in, còn đơn giá nhập mình chọn kiểu là tiền tệ là money ha. DG nhập. Thấy có kiểu món này không? Là đơn vị tiền tệ. Mình cho hai này là khóa chính. Mình quét khói vô, mình set primary key. Set primary key. Thì bảng này là bảng bảng gì các em? CTB nhập. Mình lưu lại. CTB nhập. Rồi. Tiếp tục tạo bảng mới. Còn ba bảng nữa mình xong rồi. Lấy phiếu xuất nha, phiếu xuất B xuất. Thì có số phiếu xuất cha 4. Nhập xuất thì phải có ngày. Ngày xuất là net time, tên khách hàng nào qua trăm phần trăm. Tên ngắn ngắn là tên khách hàng. Thì mình có tên khách hàng. Tên khách hàng thì cha 100. Các em dữ liệu. Thì khóa chính là phiếu xuất. Là cái số phiếu xuất thì nhấp vô. Các em chọn là primary key cho thầy. Save lại. Save lại cái bảng này là bảng P xuất. Mình sắp làm xong cái database này rồi. Rồi. Tiếp tục là chi tiết phiếu xuất thì có mã phiếu xuất, mã vật tư, số lượng xuất và đơn giá xuất cũng giống như là cái bảng phiếu nhập gì đó. Số phiếu xuất thì tra 4 ký tự. Rồi tiếp theo mã VT. V4 là 4 ký lượng, 4 ký tự. Rồi, hai này là hai khóa chính đó các em. Hai khóa chính. Rồi, số lượng xuất
in, và đơn giá xuất của mình là gì? DG xuất là money. Rồi, xong chưa các em? Xong chưa? Xong rồi mình lưu lại là CTB B xuất, chi tiết phiếu xuất. Xong ha, mình còn một bảng cuối cùng, bảng tồn kho. Bảng tồn kho, kho thì có 5 tháng là tra 6 ký tự. Rồi, tiếp tục. Mã vật tư là 4 ký tự. Mã V4. Số lượng đầu là in, tổng số lượng nhập, tổng số lượng xuất và số lượng cuối là in hết. Số lượng đầu in, tổng số lượng nhập in, tổng số lượng xuất in, số lượng cuối cũng in. Này là hai, này hai khóa chính. Xem lại bản này là bản gì các em? Tồn gì? Tồn kho nha. Sau khi mình đã tạo cơ sở dữ liệu xong là mình đã đáp ứng được yêu cầu là tạo ra được cái cấu trúc của cái dữ liệu. Tiếp theo là chúng ta sẽ làm cái câu thứ hai là chúng ta đi tạo mối quan hệ ha. Tạo mối quan hệ, em phải tạo mối quan hệ không? Rồi. Rồi, chúng ta tạo mối quan hệ thì ta nhấp vào cái diagram này nè, ta tạo. Thì khi mà các bạn cài cái SQL Server á thì nó hay xảy ra cái lỗi là 15401, thì mình phải fix cái lỗi này. Cái lỗi này là mình thiếu cái cấp quyền cho nó thôi. Thì cũng đơn giản, mình nhấp chuột phải, mình chọn là property. Trong cái file này các em phân quyền nó theo quyền NT là được. Chọn NT Authority System. Ok. Mình fix cái lỗi này thôi. Lỗi này cũng hay cài khác version, mình tạo cái mối quan hệ. Chúng ta ép nó ra hết rồi. Thấy nó rộng vậy nó bắt đầu mình phải kéo nó lại. Nhìn vô cái bảng đầu tiên là mình kéo nó lại cho nó vừa đủ để mình tạo mối quan hệ nó mới dễ. Vô cái bảng này đi. Ở tên là CTB xuất, chi phiếu xuất. Cái bảng vật tư là chính giữa nè. Nhập rồi. Rồi. Bốn cái bản này thì mình loại qua. Thôi các em làm đơn giản nhất là các em kéo ra từ từ, tức là thêm từng bản ok thêm tiếp thì nó không có gói rồi thành. Là mình thêm một bảng, mình kéo, mình thêm bảng thứ hai, mình nhìn vô cái hình á, cái mình thêm, cái mình kéo, mình chọn ra từ từ thì nó sẽ nhanh hơn. Rồi thầy làm lại cho các em xem ha. Nếu mà nhìn á thì đầu tiên mình add table ra, mình
add cái gì, ví dụ như là bảng vật tư nè, cái bảng sức nè. Rồi, ok, là bắt đầu tiên mình kéo ba bảng này ra nhìn vô cái hình á, mình thấy không, CP sức với B sức này đúng không, tức là thằng mình kéo hình ra đây được chưa, mình làm từng bước. Rồi như vậy á, mình làm từng bước á thì nó hình nó không có bị sót. Rồi. Rồi tiếp theo mình nhìn vô cái hình này, ngang đây là tồn kho đúng không, tồn kho. Rồi bên đây là cái gì, CT đơn DH. Rồi tồn kho CT đơn DH. Rồi mình kéo từ từ, tức là mình có tạo mối quan hệ gì chứ các em, chưa có gì hết, nhưng mà mình kéo ra nó giống như cái yêu cầu của người ta thôi. Mình làm như vậy từ từ á, thì nó sẽ nhìn nó đỡ gói hơn. Rồi tới đây, rồi tới đây là gì, CB nhập rồi đơn D DH. S này ra ha, CB nhập đơn DH. Rồi rồi cuối cùng là hai bảng cuối cùng là gì, B nhập với nhà cung cấp. Thì trong có vẻ các em làm như vậy thì nó sẽ đỡ gối mắt hơn chút xíu đúng không, kéo nó có thể nhanh hơn được chút xíu. Rồi dữ liệu của mình á, kéo nó lên cho nó trên một cái form. Rồi, okay. Rồi thì cũng đơn giản lắm, mình nhìn vô cái bảng thì cũng thấy, hoặc là ở đây mình nhìn vô thì cũng được. Đầu tiên mình lưu lại cái này để thôi, hồi nó mắc đấy ra. Rồi đấy, mã vật tư đây không, với mã vật tư đây không, thì mình kéo nó qua ha, mình kéo, mình đè ăn chuột, mình kéo qua đây. Rồi ok, mình nhớ ha, là ví dụ bảng bảng vật tư với bảng tồn kho là bảng nào có trước, vật tư đúng không, có vật tư thì mới có mã vật tư, thì tồn kho mới sử dụng mã vật tư đó. Thì mình kéo từ cái bảng vật tư qua đâu, qua đâu, qua bảng tồn kho, tức là thằng này có trước thằng này có sau, được chưa, ok, nhớ chọn đúng nha, mối quan hệ là một nhiều ha. Rồi tiếp tục đây nè, có mã vật tư nè. Ơi mã VT, mã VT thôi lỡ rồi, không sao. Mình ghi này thiếu chữ tư rồi, vẫn làm được. Mã VT và mã vật tư này, ok. Tên nó không giống thôi nhưng mà vẫn xài được bình thường nha. Ở đây mã VT nè. Mình kéo mà khi nào mà xài không được là nó lỗi liền đây. Mã vật tư nè, mã vật tư. Mình đang đi tạo khóa ngoại cho nó đó. Rồi. Tiếp tục là thằng này phiếu sức có trước thì mới có chi tiết phiếu sức sau, thì mình mới kéo ở đây, phiếu sức qua. Qua đây. Ok. Rồi, số DH, mình có DH đây, mình số DH mình kéo qua đây. Mình nhìn vô cũng thấy mối quan hệ mình tạo cũng được, nó không sao. Mình lưu lại mà nó không lỗi là đúng, lưu lại lỗi là sao. Rồi tiếp tục, mã nhà cung cấp ở đây, đây có mã nhà cung cấp nè, ok. Rồi
tại sao ha. Như vậy thầy sẽ nói lại cái mối quan hệ giữa các bản này, nó chia làm ba mối quan hệ. Cái mối quan hệ thứ nhất là quan hệ một, quan hệ thứ hai là một nhiều, quan hệ thứ ba là nhiều. Thì quan hệ này nè, một là mình thấy cái chìa khóa không, vô cùng nè, một gì, một nhiều, ở đây là một nhiều, ở đây là một nhiều. Nhưng mà trên thực tế khi mà phân tích thiết kế thì giữa bản vật tư và bản phiếu sức này mối quan hệ là nhiều. Tại vì một phiếu sức thì có nhiều cái hàng không, mà một cái hàng thì có phải có nhiều phiếu sức không, đúng không? Vì mối quan hệ này nhiều thì nó phát sinh ra một cái bản trung gian là cái bản thứ ba bên đây. Cái bản này là bản trung gian. Nếu mà xét thực tế thì mối quan hệ giữa vật tư và phiếu sức là mối quan hệ nhiều. Thì thông thường khi thiết kế mối quan hệ nhiều trên Bower Designer á, thì nó sẽ lấy khóa chính của này, lấy khóa chính của này, nó sẽ tạo ra được bản này. Là nó không có dữ liệu này ha. Khi thiết kế thêm bằng Bower Designer. Và nếu mình thêm hai cái thuộc tính này thì tự động là khi mà mình tạo, mình xuất ra mô hình á, thì mối quan hệ nhiều thì mình chỉ cần thêm hai cái thuộc tính này thôi, thì nó sẽ lấy hai khóa chính này và hai thuộc tính này, nó sinh ra cái bản này. Tự động nó sẽ sinh ra cái bản gì đó khi mà thiết kế bằng cái phần mềm chuyên nghiệp á, Bower Designer á. Rồi. Thì ta đã làm xong cái cấu trúc của một cái cơ sở dữ liệu. Như vậy, sau khi mình làm cấu trúc xong một cái cơ sở dữ liệu thì mình đi tiến hành nhập dữ liệu. Thì nhập dữ liệu thì mình nhập bản nào trước, bản nào sau? Thì mình đi nhập dữ liệu là bản nào mà nó tồn tại, bản khác sử dụng dữ liệu của nó thì nó phải nhập trước. Tức là mình trong đầu mình á, là mình phải suy nghĩ đơn giản là bản nào mà có mối quan hệ một trước mình nhập. Thì đầu tiên là mình thấy bản gì? Phiếu sức nè, nhập trước nè. Bản nhà cung cấp nhập trước nè, đúng không? Tới bản phiếu nhập trước nè, không phải mối quan hệ của người ta là một không, đúng không? Vậy đầu tiên là mình phải nhập bản này, nhập bản này, nhập bản này, đúng không? Tức là cái nhập cái bản nào mà có mối quan hệ là một trước nhưng mà không có cái dữ liệu của nó làm khóa ngoại của bản khác, khóa ngoại nè. Rồi như vậy còn hai bản, một là bản này một và bản này một, nhưng mà bản này á là nhập được cái mã nhà cung cấp rồi thì mới nhập được cái bản vậy DH. Tại vì mã đơn DH này có sử dụng cái mã nhà cung cấp không, vậy do đó phải bản này có rồi. Thì nhập bản này xong thì tới nhập bản này nha. Giờ đầu tiên phải nhập nè, B sức nhà cung cấp phiếu sức. Rồi xong đó là mình nhập bản gì, vật tư. Bản vật tư này có phải là cho người ta xài không, không đúng không? Như vậy nhập bản 1, 2, 3, 4 bản này, 4 bản này xong cái bản này là nhập ưu tiên thứ hai là bản này, còn lại là cái nhập 3 bản, 4 bản cuối, 1, 2, 3, 4. Thì mình nhập theo thứ tự như vậy thì nó mới không bị lỗi. Thì đó là cái phương pháp nhập dữ liệu của mình ha. Đây là một cái quá trình tạo một cái cơ sở dữ liệu đơn giản trên cái SQL Server. Thầy đã hướng dẫn các em. Thì cái cơ sở dữ liệu này là gọi là cơ sở dữ liệu bán hàng các em á. Rồi sau khi hoàn thành thì chúng ta tiến hành nhập dữ liệu. Và cái khâu nhập dữ liệu thì thầy sẽ hướng dẫn cho các em sau.